Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái loại phân vi lượng có tên đó là Bio007. Thì loại phân vi lượng này ngoài việc cung cấp cho cây đầy đủ các nguyên tố vi lượng còn có một số cái thành phần, số cái phụ gia cũng giống như một số phytohormone nó giúp cho cây tăng cường khả năng ra rễ. Và theo kinh nghiệm của mình đã phun trình diễn thử rồi, thì cái loại phân này giúp cho cây ra rễ cực mạnh. Chúng ta phun vào cây khoảng một tuần thôi là các bạn đã thấy được cái hiệu quả của nó rồi. Ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của sản phẩm phân vi lượng Bio007. Đây hay gọi cái tên hiệu của sản phẩm đó là gel ra rễ. Chai này thì có quy cách là 250 ml. Về thành phần của sản phẩm thì sản phẩm bao gồm có bo 2000 mg trên kg, magie 0,04%, sắt 200 mg trên kg, kẽm 300 mg trên kg, mangan 250 mg trên kg. Ngoài ra sản phẩm còn được bổ sung thêm NPK, bổ sung thêm NPK là ba nguyên tố đa lượng, các phytohormone, các chất kích tố rễ và phụ gia, thì giúp cho rễ ra giúp cây ra rễ cực mạnh và lá xanh dày. Ở đây các bạn cũng để ý giúp mình, trong thành phần NPK có phosphor, đây là một nguyên tố đa lượng giúp cho cây ra rễ, kích thích cho cây ra rễ. Còn về cái phần lá xanh dày này thì các bạn có thể nhìn vào ở trên đây hai cái nguyên tố đầu tiên đây, thứ nhất là bo, thứ hai là magie, nhưng chủ yếu là magie. Magie này thì giúp cho cây tăng cường diệp lục, mà khi tăng cường diệp lục thì cây sẽ lá sẽ xanh hơn và cây sẽ quang hợp tốt hơn, tạo ra nhiều đường bột hơn. Tiếp theo là bo. Bo là một nguyên tố giúp cho cây hạn chế sự hình thành tầng rời. Tầng rời là một cái tầng ở giữa cuốn lá và phần thân. Khi phần thân hoặc là phần cành cây đó các bạn, khi mà thiếu nguyên tố bo này thì cái phần tầng rời nó sẽ hình thành. Thì các bạn hiểu đó, tầng rời có nghĩa là cái phần mà nó thể tách biệt giữa hai thành phần khác ra được. Đó, thì thiếu bo sẽ dẫn đến hình thành tầng rời, mà hình thành tầng rời thì lá sẽ dễ rụng hơn. Lá rụng, và khi hình thành tầng rời thì chất dinh dưỡng sẽ truyền vô lá cách ít hơn và khó khăn hơn. Vì vậy bo giúp cho cây không hình thành tầng rời, dẫn đến là vi khuẩn truyền được nhiều hơn, để giúp cho lá sẽ đầy đủ dinh dưỡng và xanh dày. Công dụng là kích thích bộ rễ phát triển mạnh, rễ ăn sâu vào đất ra nhiều rễ mới, tăng khả năng hấp thụ phân bón, hạn chế một số bệnh do tuyến trùng gây ra, giúp cây hình thành các protein hữu ích trong giai đoạn đầu phát triển, hạ phèn dĩ độc của cơ, đâm độc nhanh, bung lá mạnh, giúp cây phục hồi nhanh khi bị ve sầu và tuyến trùng cắn phá trước rễ, chống vàng lá, thối rễ, nghẹn rễ do thời tiết bất lợi như mưa nhiều, sương muối, tăng cường phát triển phục hồi cây sau thu hoạch, chuyên dùng trong kỹ thuật dâm cành chiết cành. Và hiện sử dụng thì chúng ta phun đều trên lá hoặc là tưới gốc, chúng ta sử dụng cho tất cả các loại cây trồng như là cây công nghiệp, cây ăn trái, cây lương thực, cây hoa rau màu. Chúng ta phun vào giai đoạn cây trong vườn ươm cũng được, cây mới lớn, cây đang nuôi trái, hoặc là phục hồi cây sau khi thu hoạch, dưỡng cây. Và liều lượng thì chúng ta pha cái liều đó là 25 ml đến 35 ml cho bình 25 lít nước, hoặc là đối với phi 200 lít nước thì chúng ta pha một chai 250 ml cho phi 200 lít nước. Ở đây này các bạn, chai này như lúc đầu mình đã có giới thiệu với các bạn là quy cách là 250 ml thì chúng ta thả pha được cho một phi luôn. Lưu ý là khi phun thì chúng ta trước khi phun thì chúng ta lắc đều sản phẩm cho phần ở trong sản phẩm phần dung dịch được hòa tan và đều hơn. Thứ hai là chúng ta thả pha chung với hết các loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Nhưng mà khi pha chung thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số 0933067003, mình sẽ tư vấn cho các bạn nên pha chung với những loại nào thì hay nhất và khi nào thì phun riêng. Khi video mình chia sẻ về sản phẩm phân vi lượng Bio007 thế là hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.